Cùng xuất phát điểm, cùng được nhận nuôi bởi ca sĩ hải ngoại, so sánh cuộc sống của Phương Mỹ Chi và Hồ Văn Cường đã thấy một trời một vực. Trong khi Phương Mỹ Chi ở thời điểm hiện tại đã sở hữu khối tài sản lớn sau 8 năm đi hát, thì Hồ Văn Cường vẫn còn chật vật với lùm xùm bị mẹ nuôi, ăn chặn tiền thưởng lẫn tiền cát xê. Bước ra từ The Voice Kids, Phương Mỹ Chi cũng được Quang Lê nhận làm con nuôi. Tuy nhiên, thay vì giữ hết tiền thưởng lẫn cát xê như trường hợp của Phi Nhung Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi lại được độc lập về khoản tiền nong, thứ ràng buộc duy nhất giữa ca sĩ nhì một thời với cha nuôi là tình cảm. Quang Lê từng xác nhận Phương Mỹ Chi có cát xê rất cao, có show lên tới 100 triệu đồng. Phương Mỹ Chi đã từng hát những sự kiện trên 100 triệu đồng tại Việt Nam, những sự kiện quảng cáo phải trả mức thù lao thích hợp cho ca sĩ, chẳng hạn như một lịch mở bàn hay một buổi giao lưu. Ví dụ một hãng kem đánh răng mời bé hát trong một sự kiện giao lưu thì mức lương phải trên dưới 100 triệu đồng. Trước đó một hãng chuyên về đồ dùng cá nhân thì tôi biết mức lương đâu đó cũng 100 triệu đồng. Đó là thông tin quản lý chia sẻ với Quang Lê. Bởi thế mà nếu giữ hoàn toàn số tiền đó, khối tài sản ở thời điểm hiện tại của chị Bảy có thể sẽ lên tới 5-7 tỷ đồng. Tuy nhiên cũng theo Quang Lê, các gì mà Phương Mỹ Chi kiếm được đều do mẹ cô bé giữ. Phương Mỹ Chi dùng số tiền này để giúp đỡ họ hàng nội ngoại, mua nhà, tự chi trả tiền học. Chi đi hát thì quản lý sẽ trừ ra những chi phí như máy bay, khách sạn, còn lại thù lao của mẹ và Chi đều nhận đủ. Đó là lý do tại sao Chi có đủ khả năng đóng tiền học. Ngoài ra, ba mẹ của Chi cũng không đi làm, đó cũng nhờ vào thu nhập của Chi rất nhiều. Bố mẹ còn phải dùng số tiền đó để giúp đỡ bên nội bên ngoại như cô dì hay ông nội rất nhiều chi phí. Một tài năng như thế dùng số đó chẳng những cho mình, gia đình mà còn cho bà con, dòng họ nội ngoại. Điều đó là tôi biết, thử nghĩ Phương Mỹ Chi còn dư hay không. Mỗi năm 6 tháng phải đóng một lần hơn cả 100 triệu thì làm sao mà dư được. Có lẽ là dư trang trải cuộc sống hàng ngày thôi, chứ dư nhiều thì không có. Vì con cũng mua một căn nhà rồi, còn học hành lên và tiền tiêu xài mỗi ngày nữa. Bên cạnh đó, mẹ của Chi cũng có giữ một khoản tiền thưởng riêng mà giờ con đã 18 tuổi. Quang Lê có nhắc nhở con gái là nên có một tài khoản riêng để khi đi hát, con xuất ra một ít để dành dụm cho bản thân. Đối chiếu với trường hợp của Hồ Văn Cường, khán giả không khỏi xót xa khi 5 năm kể từ ngày bước ra khỏi thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam với ngôi vị quán quân. Nam ca sĩ và bố mẹ vẫn chưa độc lập được về tài chính. Căn nhà dề quê cũng ngày càng đổ nát, trong khi đó Phi Nhung mẹ nuôi Hồ Văn Cường lại đang phải đối mặt với cáo buộc ăn chặn tiền thưởng cát xê của con nuôi, coi bố mẹ Hồ Văn Cường như người ở. Và phải đến khi vụ việc này bị phanh phui, cô và quản lý mới hứa hẹn trả lại toàn bộ số tiền đi hát. Cho cậu con nuôi. Ngoài ra, theo chia sẻ của một bầu xô từng hợp tác nhiều năm với Phi Nhung, họ chỉ mời Hồ Văn Cường đi hát với điều kiện có nữ ca sĩ hải ngoại đi theo, với tiền cắt xê không quá 30 triệu, thấp hơn Phương Mỹ Chi rất nhiều. Hay quản lý của Phi Nhung chia sẻ trước đó, 2 năm có dịch, số xô của Hồ Văn Cường nhận được rất ít ỏi. Thế nên, dù ồn ào giữa nam ca sĩ và mẹ nuôi chưa hoàn toàn ngã ngũ, cư dân mạng đã nhận thấy sự chênh lệch to lớn giữa quán quân Việt Nam Idol Kids và á quân giọng hát The Voice Kids.